Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới một tập rất hay có tên Tổng tài cuồng yêu của tác giả Thủy Dương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em thật sự muốn chia tay với anh sao? Ừ, chúng ta dừng lại ở đây là quá đủ rồi. Gia đình anh căn bản không thích em, đã vậy mà còn cố tình chặn đường phát triển của em nữa chứ. Em không nên ở bên cạnh anh. Chúng ta chia tay đi." Làm hất tay anh ra rồi quay mặt rời đi, Thịnh cứ đứng đó như trời trồng, anh đỏ mắt nhưng cố gắng không để bản thân mình rơi nước mắt. Tay anh siết chặt thành nắm đấm vô cùng tức giận tại sao lại chia tay cơ chứ? Anh không hề muốn chia tay với cô. Lam là người phụ nữ đã đi cùng anh trong 3 năm qua. Lúc đó anh và cô đều còn là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường. Cô nuôi ước mơ được làm nhà thiết kế. Cô có khiếu hội họa và cũng có một cái óc sáng tạo nên cô rất yêu thiết kế. Còn Thịnh thì ba anh là tổng giám đốc của công ty thời trang. Lúc đó anh vô tình nhặt được bản vẽ của cô anh cảm thấy cô gái này khéo tay và vẽ đẹp như vậy thì rất thích vì gia đình anh là công ty thời trang cho nên anh được tiếp xúc với mấy mẫu bản vẽ của ba từ rất sớm nên khi được gặp những người có ý tưởng về thiết kế thì thịnh rất quý mến thịnh thấy cô có tài năng nên anh đã chủ động liên lạc làm quen với cô cả hai có sở thích liên quan tới thời trang cho nên nói chuyện với nhau rất hợp ý từ bạn bè thân thiết lại biến thành tình yêu lúc nào cũng không hay. Sau khi tốt nghiệp thì anh vào công ty của ba mình để làm việc. Còn cô thì cũng đi đầu quân vào mấy công ty thiết kế như đam mê của mình. Khoảng một năm sau thì ba anh cũng giao luôn cái quyền quản lý công ty cho anh. Từ khi anh bắt đầu làm tổng giám đốc thì anh đã bảo cô hãy tới công ty của mình làm việc. Trong thời gian qua hai người vẫn yêu đương âm thầm Cả hai đều chưa muốn công khai cho gia đình Làm thấy bạn trai mình nài nỉ quá Thì cô cũng quyết định chuyển sang làm việc cho công ty của anh Nhưng dường như cả hai người Đều không đoán trước được hậu quả của việc này Từ ngày cô về công ty của Thịnh làm việc Thì thỉnh thoảng Có hai người đi chung về chung với nhau Là người yêu cho nên cách anh đối xử với cô Và mấy nhân viên khác đặc biệt khác hẳn Hơn một năm cô làm việc cho công ty của anh thì cũng có vài lời đồn đoán, nhưng mà không có ai dám nói ngay trước mặt cả. Rồi Thịnh cũng chẳng biết thế nào, mà hôm đó anh đi về nhà, cứ nghĩ là như mọi ngày, nhưng vẻ mặt của ba mẹ anh lại nghiêm trọng hẳn ra. "Con ngồi xuống đây đi, ba mẹ có chút chuyện muốn nói với con." "Có chuyện gì vậy ba? Con đang quen cô gái tên Lam bên phòng thiết kế sao?" Khi nghe câu hỏi đó thì Thịnh cứ như là đứng hình anh không biết tại sao ba mẹ mình lại biết được chuyện này sau khi giao quyền quản lý lại cho anh thì hai người cũng đâu có tới công ty lần nào đâu chứ nhưng cũng kể từ ngày hôm đó thì mối tình của hai người lại gặp vô vàn những sóng gió mẹ anh đã tìm tới cô để yêu cầu cô hãy rời xa anh và đừng làm phiền tới cuộc sống của anh nữa nói thật thì cô cũng không nghĩ là mẹ anh sẽ tìm mình để nói như vậy đâu Lam vẫn muốn tin vào cái tình yêu đó của hai người. Cô tin anh có thể làm cho ba mẹ anh thay đổi. Thịnh cũng rất khốn khổ khi ngày nào anh cũng bị ba mẹ mình nói này nói kia. Bọn họ gây sức ép cho anh. Thậm chí là cô còn bị đuổi việc ở công ty anh và phải tới một nơi khác để đi làm nữa kìa. Lúc Thịnh hay tin ba mình đã ra mặt để đuổi cô thì anh đã tức giận vô cùng. Tại sao ba anh lại có thể làm những chuyện như vậy cơ chứ? Hai người chỉ dám âm thầm liên lạc qua điện thoại mà chả dám gặp mặt nhau nữa. Nhưng hình như hai ông bà rất quyết tâm. Bọn họ lần ra công ty nhận cô vào làm. Thế là cũng tìm cách cho cô bị đuổi ra khỏi đó để làm cho cô thất nghiệp. Hai người bọn họ lăn lộn trong giới kinh doanh lâu rồi. Chỉ khi dồn người khác vào đường cùng thì mới có thể chấm dứt chuyện này thôi làm của lúc đó không thể nào tìm được việc làm cô không có tiền thì lấy gì mà sống cơ chứ cuối cùng vì sức ép của kinh tế cô chọn buông tay anh để cho cả hai được giải thoát và cũng làm cho bố mẹ anh hài lòng thịnh biết là có một người đàn ông đã sang tay ra và giúp đỡ cô rồi cho nên mới như thế ngày hôm nay cô nói lời chia tay với anh mà thịnh lòng đau như cát anh cảm thấy mình vô dụng lắm. Có cô gái mình yêu thôi mà cũng không thể nào níu giữ lại được. Để cho cô bị bố mẹ mình chèn ép rồi cuối cùng cũng chọn đi theo một chàng trai khác. Thịnh đau lắm, anh không chỉ cảm thấy bản thân mình rất vô dụng mà còn cảm thấy mình không bằng những chàng trai khác. Tại sao người ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà lại có thể giữ được người mình yêu trong khi anh có nhà, có tiền, có xe và gần như là anh đã có mọi thứ trong tay khi 25 tuổi rồi, thế mà anh lại không thể có được người con gái mà mình yêu. Anh đi tới một quán bar với bộ dạng thất thần. Anh không biết là mình đã uống bao nhiêu rượu nữa. Cái tiếng nhạc sập sình trong quán bar, kèm theo cái men say của rượu làm anh cảm thấy dễ chịu hơn, ít nhất khi say thì chúng ta sẽ không nhớ tới những thứ làm mình đau lòng nữa. Anh gọi ra mấy chai rượu liên tục, làm nhân viên cũng phải lên tiếng mà hỏi. Anh à, đây đã là chai thứ tư rồi, anh có chắc là mình muốn uống nữa không vậy? Tôi không sao hết, cậu đừng có quan tâm tới, cứ tiếp tục đi lấy rượu là được rồi. Nhân viên cũng không nói thêm gì mà mang rượu lên cho anh, người ta cũng chỉ là nhân viên đi làm công nên cũng đâu có quan tâm là mấy thịnh cứ như vậy mãi cho tới khuya thì anh mới lảo đảo bắt taxi ra về anh cũng mạnh lắm mới gắng gượng được tới nhà mới vừa nhấn chuông cửa một cái thì cả cái cơ thể nồng nặc mùi rượu của anh đã ngã vào hàng rào mà tựa vào đó rồi nếu như anh không bám trụ vào hàng rào thì chắc là anh đã ngã xuống nền đất rồi cũng nên người giúp việc nghe tiếng chuông cửa thì cũng vội vàng chạy ra xem ai mà còn tới ngay giờ này. Nhưng nào ngờ đó lại là cậu chủ nhà mình. Dì giúp việc vội vàng đi gọi cho ông bà chủ ra phụ tiếp một tay. Hai ông bà bước ra nhìn thấy con trai mình mùi rượu nồng nặc, ăn mặc thì xơ xòa, đã thế mà tóc tai cũng rối loạn, làm cả hai người đều phải nhíu mày. Cái thằng này bị cái gì vậy chứ? Hôm nay lại đi uống rượu cho say tới mức này thật đúng là hết nói nổi bà lắc đầu mà nhíu mày ông thì đỡ thịnh rồi cùng với người làm đỡ anh vào trong nhà cũng may là anh không bị ói chứ không là trong nhà cũng đã có mấy đống rồi ông đặt con trai xuống giường rồi cũng thở ra một hơi lấy tay quẹt qua mồ hôi trên trán bà rót sẵn một cốc nước rồi đưa cho chồng mình mà nói này ông uống đi ông nghĩ thử coi hôm nay tại sao con trai của mình lại uống rượu như thế từ trước tới giờ cho dù nó có đi uống với bạn bè thì cũng chưa bao giờ say tới cái độ này không chừng là nó với con bé kia chia tay rồi cũng nên tôi nghĩ chỉ có cái lý do này mới làm nó suy sụp tới thế thôi nghe chồng mình nói cũng có lý nên bà cũng gật đầu mà nghe theo hai ông bà đã rất mong chờ cái ngày mà hai người chia tay nhau Cuối cùng thì cả hai cũng thành tâm đạt được ý nguyện rồi. Thịnh và Lam cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Ông này, tôi định là sau khi qua thời gian này sẽ giới thiệu cho con trai mình một người vợ. Vợ sao? Bà định hỏi cưới ai cho con mình thế? Có gặp mặt lần nào chưa đấy? Tôi còn đang trong thời gian tìm kiếm mà ông hỏi gì lắm vậy? Chắc là cũng phải tìm một người mua đăng hộ đối với nhà mình mới được. Nhưng nếu bây giờ tôi dẫn nó đi xem mắt thì nó chắc chắn không chịu. Thôi cứ đợi vài tháng nữa cho tình hình ổn lại đã. Đúng đó, bây giờ tình trạng của nó như thế này mà còn đi xem mắt thì tương lai chắc không có vợ luôn mất. Mà thôi cũng tối rồi, tôi với bà đi ngủ cũng vừa rồi. Thế là hai vợ chồng cũng cùng nhau đi vào phòng rồi đi ngủ. Hôm sau khi thịnh thức dậy thì anh đã thấy là mình đang nằm ở trong phòng chăn gối đàng hoàng anh không nhớ gì nhiều về buổi tối hôm qua chút tác hại của rượu làm anh cảm thấy hơi đau đầu một chút thịnh đưa tay lên xoa xoa hai thái dương của mình cho ổn định rồi mới đi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì thịnh với bộ vest lịch lãm cũng bước ra khỏi phòng vẻ mặt hôm nay của anh cứ thất thần cứ như là người không còn tin vào cuộc sống này mà cũng không cần tới bất kỳ ai nữa anh dùng cơm với bố mẹ nhưng cũng không lên tiếng nói gì cả cuối cùng ông vẫn phải là người lên tiếng trước hôm qua con tại sao mà uống rượu thế cả hai ông bà đều đã đoán được là vì chia tay với lam cho nên mới như thế nhưng để muốn chắc chắn hơn thì hai ông bà vẫn hỏi lại một lần nữa con với cô ấy chia tay rồi con không vui cho nên mới uống rượu như thế thôi nhưng mà tụi con chia tay thì đúng ý ba mẹ rồi phải không? Anh bật cười chua chát nhìn vào chén cơm của mình. Bây giờ trong đầu anh toàn hình bóng của Lam. Anh không còn sức để làm bất cứ việc gì nữa. Thịnh cứ nghĩ là mình có thể sẽ cưới được cô. Sẽ có thể đi cùng người con gái mình yêu hết cả một đời. Hai ông bà thấy con trai mình đã như thế thì thôi cũng không thèm nói nữa. Đối với hai người thì thời gian sẽ làm cho con người ta quên đi mà thôi rồi ai cũng sẽ phải gạt bỏ quá khứ mà sống cho tương lai bây giờ anh chưa sẵn sàng nhưng tương lai nhất định có thể thịnh nhanh chóng ăn xong rồi cũng tới công ty anh đi ngang qua phòng thiết kế ngay ở phòng làm việc mà cô từng ngồi thì nay đã có một người khác vào đó thay thế làm anh cảm thấy chạy lòng quá trái tim như thể bị ai đó lấy đi một phần vậy tại sao lại như thế cơ chứ đúng là quá tàn nhẫn mà. Thịnh bước vào phòng làm việc của mình, anh điên cuồng làm việc như để muốn quên đi nỗi buồn của mình. Anh mặc kệ, giờ ăn trưa, thư ký cũng vào đi nhắc anh. Anh Thịnh, hay là anh đi ra ngoài ăn chút gì đó đi. Mấy cái này chúng ta để đó từ từ làm sau cũng được mà anh. Dù gì cũng tới giờ ăn trưa rồi, hay là anh cũng ra ngoài dùng bữa đi. Thịnh chỉ lắc đầu một cái, Thôi không cần đâu Em cứ ra ngoài dùng bữa đi Anh còn phải giải quyết công việc nữa Không cần lo cho anh đâu Cậu thư ký cũng hết cách nên đành đi ra Làm thư ký cho anh thì cậu cũng hiểu được phần nào tính anh Nếu như anh đã nói như vậy thì nên nghe theo đi cho nó nhẹ người Chứ nếu mà để anh cứ phải lặp đi lặp lại Thì anh lại không vui Khoảng trong 2 tháng sau đó thì Thịnh vẫn vậy Anh mất đi người con gái mà mình yêu nhất thì anh chỉ có công việc để bảo bạn với mình nữa mà thôi. Anh không thể nào ngưng làm việc được. Nó thật thì hai tháng qua, nhìn anh cứ như một cái máy vậy, thậm chí anh còn bị ốm hết ba cân nữa kìa. Nhưng biết làm sao được khi anh đã chót yêu một cô gái, nhưng lại không thể ở bên cơ chứ. Anh về tới nhà như mọi khi, thì hôm nay lại bị mẹ bảo dừng lại để nói chuyện. Thị ngồi xuống ở cái bộ ghế sofa đối diện bà mà hỏi Có chuyện gì hả mẹ? Mẹ định giới thiệu vợ tương lai cho con Con bé tên Thủy Cũng xinh xắn tính tình cũng dễ thương hòa đồng Là con gái của một đối tác với ba con Nếu như được thì mẹ sẽ cho hai đứa làm đám cưới với nhau Thị nghe xong thì vội vàng phản bác lại Sao tự nhiên mẹ lại tự ý quyết định mấy chuyện đó cơ chứ Dù gì người cưới vợ cũng là con sau này con yêu ai con sẽ cưới người đó chứ bây giờ tụi con không yêu thương gì nhau thì làm sao mà cưới được đây hả mẹ bà nhìn con trai cứng đầu của mình rồi bảo mưa dầm thấm lâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi chứ có gì đâu mà con phải như vậy cơ chứ mẹ với ba con lúc trước cũng đâu có yêu thương gì nhau đâu chẳng phải bây giờ cũng là vợ chồng rồi hạnh phúc sinh ra con hay sao nhưng mà thời đại của ba với mẹ khác của con con nói rồi đấy nhé con sẽ không đồng ý đâu thịnh đứng lên rồi bước lên phòng nhưng anh vẫn có thể nghe được cái tiếng của mẹ mình vọng vào mà nói ngày mai con bé sẽ tới nhà mình ngày mai là cuối tuần cho nên bà đã cố tình hẹn thủy tới đây lần đó bà đã gặp thủy rồi đúng chuẩn là con nhà đàng hoàng nhưng lại rất tốt tính bụng dạ cũng dễ thương nói chuyện thì dịu dàng lắm từ ngay lần đầu gặp thì bà đã cảm thấy cô gái này rất thích hợp để làm con dâu của mình rồi. Gia đình bên kia cũng là đối tác với chồng mình, bọn họ cũng bảo là đang định tìm mối gả con gái đây. Con bé cũng 25 bằng tuổi với con trai của bà, nên hai ông bà cũng không kiêng kỵ gì cả, nếu được thì sẽ tác thành cho con trai của mình luôn. Thấy vẻ mặt của Thủy là thấy cô là người hiền lành rồi. Hôm sau Thịnh Cố Tình ăn sáng xong, thì đi thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại trả thèm ra. Anh biết là hôm nay có cô gái mà mẹ thuận mắt tới để làm quen. Nhưng mà anh không muốn. Thịnh còn đang bấm điện thoại trong phòng. Thì nghe cái tiếng mẹ mình nói chuyện rung rả bên ngoài. Thì anh đã hiểu được ai đó đã tới rồi. Và anh cũng bước tới mà gõ cửa phòng anh mấy cái. Thịnh à Thịnh. Con đi ra ngoài này một chút đi con. Con bé Thủy nó tới chơi kìa. Con dù gì cũng phải ra nói chuyện với người ta một chút chứ. Thịnh đáp lại ba mình bằng cái giọng có phần bất mãn. Con không ra đâu. Ba mẹ mời người ta tới thì cứ đi mà tiếp người ta đi. Con không muốn. Đúng lúc đó thì Thủy bước tới cô lên tiếng mà hỏi ba anh. Anh ấy không muốn gặp con hả bác? Tìm anh ngay lúc đó cứ như bị lệch đi một nhịp vậy. Chất giọng đó y hệt với của Lam. Thịnh còn tưởng là Lam đang ở đây nữa kìa sao trên đời này lại có những chuyện như vậy cơ chứ thị không suy nghĩ nhiều mà đặt điện thoại sang một bên rồi mở cửa chạy ra ba anh và thủy đều bị anh dọa cho giật mình nhưng khi nhìn thấy thủy thì anh cũng xác định là hai người họ chỉ giống nhau giọng nói mà thôi thịnh cũng không lộ ra điều kỳ lạ mà chỉ đưa mắt nhìn thủy anh cũng có thể cảm nhận được sự ngây thơ của cô cuối cùng cũng chịu đi ra rồi đó hả Đi ra ngoài này Nói chuyện làm quen với nhau chút đi con Khách tới nhà thì đừng có tỏ thái độ như vậy chứ Bây giờ cũng lỡ bước ra rồi Thì cũng không thể nào bước lại vào trong phòng được nữa Cũng chỉ có thể đi ra ngoài phòng khách ngồi Để nói chuyện làm quen với Thủy mà thôi Nói chuyện với cô một lúc Thì anh cũng biết là cô cũng học thiết kế Đã thế còn có cái giọng nói y hệt như của Lam Nói thật thì anh cảm thấy nhớ Lam kinh khủng bây giờ anh nghe thủy nói chuyện mà cứ tưởng tượng như lam đang ở đây hôm đó thủy còn ở lại phụ mẹ anh nấu cơm với gì giúp việc nữa thịnh cũng chỉ tỏ ra bình thường chứ không hẳn là thích thú gì chỉ là mỗi khi thủy lên tiếng thì anh lại nhìn về phía cô không ngừng cô làm anh nhớ tới lam tuy cô không phải là lam nhưng cái giọng nói đó thật sự làm anh không thể không nhớ được dạ thôi con xin phép hai bác con về ạ à. em chào anh Hẹn gặp lại mọi người sau ạ. Ừ, hôm nào rảnh thì con ghé qua chơi nha con. Thủy mỉm cười rồi cũng lên xe mà ra về. Thịnh cũng chỉ gật đầu chào rồi đi vào trong nhà rót cốc nước mà uống. Mẹ anh thấy Thủy đã đi rồi thì mới quay lại hỏi. Con thấy con bé Thủy thế nào? Có phải là nó cũng dễ thương phải không? Thịnh nhìn mẹ mình rồi nhẹ giọng đáp. Con thấy cũng bình thường thôi mà mẹ, cũng đâu có giống như những gì mà mẹ nói đâu chứ. Mẹ đánh giá cô ấy quá cao rồi đó. Con nhìn lại đi, con gái người ta cái gì cũng giỏi hết, học hành đầy đủ đàng hoàng, đã vậy nhà mình là công ty thiết kế thời trang, nếu vợ con làm bên thiết kế thì cũng tốt mà. Với lại công ty của Ba Thủy còn là đối tác với nhà mình, vừa xứng có thể cùng nhau hợp tác lâu dài nữa đó con. Con bé còn biết nấu ăn, một người con gái mà giỏi việc nhà, giỏi luôn việc ngoài như thế thì khó tìm lắm thịnh không mấy quan tâm tới những lời mà mẹ mình nói rồi đi thẳng vào trong phòng nói thật thì anh hoàn toàn không để ý những thứ đó anh đang để ý tới cái giọng nói của cô kia kìa bây giờ anh và lam đã không thể về bên nhau nữa rồi nhưng nếu có một người giống như lam ở bên cạnh thì sẽ như thế nào thịnh không biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa tuy là như vậy có chút đáng thương cho thủy nhưng bây giờ khi nghe giọng cô anh không chịu đựng nổi những ngày sau đó anh cũng không hiểu sao mà mình cứ thường xuyên gặp thủy mãi có lẽ là do hai công ty đang hợp tác với nhau mà ngoài ra thì hai bên gia đình còn đang cố gắng tạo cơ hội cho anh được ở gần cô nữa mà thịnh ở trong phòng đang cùng thủy bàn bạc về mẫu thiết kế mùa đông sắp tới trong khi thủy đang rất hăng say trình bày thì thịnh lại ngẩn người vì cái giọng nói của cô anh thịnh anh Thịnh à? Nghe tiếng cô gọi mình thì Thịnh mới chợt nhận ra. Anh có làm sao không vậy? Nãy giờ tôi nói gì anh có nghe không? Có cần tôi phải trình bày lại không vậy? À không, không cần đâu, tôi nghe mà. Chỉ là tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi, cô cứ tiếp tục nói đi. Không có gì đâu. Thủy nghe thế thì cũng gật đầu rồi tiếp tục trình bày. Tới khi xong xuôi thì cô có chủ động muốn mời anh đi dùng bữa cùng với mình. Thịnh cũng đồng ý mà không chút do dự. Tại sao? Anh ở bên cạnh Thủy, nhưng đầu óc toàn hình bóng của Lam. Cũng đã lâu rồi anh không còn liên lạc với cô nữa. Lam đã cố tình chặn anh trên toàn bộ mạng xã hội cũng như là thông tin liên lạc rồi. Thịnh cũng không biết bây giờ cô sống thế nào, liệu rằng cô có đang hạnh phúc bên cạnh chàng trai ấy hay không. Dù là như thế nào thì anh cũng hy vọng là cô sẽ được hạnh phúc. Đó là thứ hạnh phúc mà anh không thể nào cho cô. Vậy thì hãy để cho chàng trai khác thay anh làm điều đó đi. Sau khi tan ca, thì như đã hẹn, Thịnh lái xe tới một nhà hàng đã hẹn để dùng bữa với Thủy. Cô nàng khá mong chờ cho nên đã đến từ sớm rồi. Thấy anh bước vào thì cô liền vui vẻ mà vẫy tay với anh. Cô chọn món chưa vậy? Em chưa chọn nữa. Anh thích món nào thì anh chọn đi thôi em chọn đi đột nhiên thấy thịnh xưng hô anh em với mình làm thủy có chút vui vẻ cô đã có ấn tượng với người con trai này từ lâu rồi nhưng cô cứ muốn chờ tới lúc anh chủ động cho nên cô vẫn luôn ở phía sau chờ đợi còn thịnh thì anh cũng không biết tại sao là mình lại như vậy nữa có lẽ là vì anh bị quen tai cái giọng nói của thủy và lam rồi thủy cũng vui vẻ mà chọn mấy món ăn rồi cùng anh dùng bữa cô luôn là người chủ động bắt chuyện với anh. Còn Thịnh thì cũng trả lời cô một cách rất nhiệt tình. Bây giờ anh cảm thấy có một người có giọng nói giống với cô cũng tốt, có thể làm cho anh có cái cảm giác vui vẻ như khi ở cạnh Lam. Tuy anh biết Lam và Thủy là hai người khác nhau, nhưng anh lại không thể kiềm chế được. Hai người có một thời gian tìm hiểu nhau trong gần nửa năm. Đối với cô thì anh cũng rất tốt với mình anh cũng có khi chủ động nói chuyện với cô, còn chủ động rủ cô đi chơi đi ăn nữa. Thịnh muốn được nghe giọng của Thủy nhiều hơn, cho nên anh mới cố tình phải làm như thế để được gần cô mà thôi. Và rồi cuối cùng thì hai người cũng đi tới quyết định là kết hôn. Cô hạnh phúc lắm, Thịnh cũng chỉ cười cố tỏ ra là mình hạnh phúc. Ít nhất cô gái này cũng có nhiều điểm giống với Lam của anh thế là ngày hôm đó cô dâu chú rể ở trên lễ đường cùng nhau trao nhẫn và cắt bánh kem rót rượu tiếng chung vui và chúc phúc của mọi người vang lên liên tục cả hai người đều rất mệt mỏi vì ngày hôm đó nhưng tối hôm đó là đêm tân hôn với cái men say trong người và cái chất giọng giống lao như khuôn mẫu đó thì thịnh cũng đã lấy đi lần đầu của cô sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì thấy trên ga giường của mình đã có một vết đỏ của máu thì khẽ tạch lưỡi một cái. Thì ra tối qua mình và cô đã làm chuyện vợ chồng với nhau rồi. Bây giờ cho dù thế nào thì cũng phải cố gắng mà tỏ ra hạnh phúc cho ba mẹ vui. Thịnh đưa mắt, nhìn thấy Thủy đang nằm gọn trong vòng tay mình. Anh nhẹ nhàng chỉnh tư thế của cô lại rồi đi xuống khỏi giường. Mãi tới lúc anh thay đổi xong xuôi cả rồi thì cô mới lơ mơ mà mở mắt thức dậy. Sao anh thức rồi mà không chịu gọi em dậy gì hết vậy chứ? Không biết có trễ giờ làm không nữa? Chưa trễ đâu, em đừng có lo. Anh chờ em thay quần áo xong rồi chúng ta xuống nhà ăn sáng. Cô cũng gật đầu rồi chậm rãi đi xuống giường. Hôm qua là lần đầu của cô mà anh sung quá. Làm hại cô bây giờ đau quá. Đi đứng cũng không được hiên ngang như mọi ngày. Thịnh nhìn thấy bộ dạng đi chậm từ từ của cô. Thì anh cũng hiểu được lý do vì sao. Nhưng mà anh lại không quan tâm Mà ngồi xuống giường gấp chăn Rồi thay ga trong thời gian chờ đợi Thịnh định sẽ dọn ra ở riêng Cho ba mẹ khỏi phải giám sát hai vợ chồng Lúc này mà đòi chuyển sang ngay thì không được Cho nên anh vẫn còn đang chờ đợi tới lúc sẽ nói sau Có lẽ phải mất thêm vài tháng nữa mới dọn ra ở riêng được Anh đã có nhà ở bên ngoài sẵn rồi Chỉ cần dọn tới là sẽ có ngày thôi không lâu sau đó thì thủy cũng thay xong bộ đồ rồi bước ra anh cười cười nhìn cô rồi cả hai cùng nhau đi xuống nhà cũng vừa đúng lúc hai ông bà mới ngồi vào bàn luôn cả nhà ngồi cùng một mâm cơm trông cũng khá hạnh phúc hai đứa tối qua có mệt lắm không con dâu này con trai mẹ có làm gì con không hai người đều hiểu ý mẹ đang muốn nói gì chỉ nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười Bà nhìn thái độ này của cả hai thì cũng hiểu là tối qua đã xảy ra chuyện động phòng hoa trúc rồi. Như vậy thì càng tốt. Hai ông bà đã rất mừng rỡ khi thấy con trai mình chịu buông bỏ Lan và tiến lên với một cô gái khác. Cũng vì thế mà hai ông bà thương cô con dâu này lắm. Ăn sáng xong thì anh chở cô tới công ty đi làm. Cô vẫn làm việc ở công ty gia đình của mình. Còn anh thì vẫn quản lý công ty của anh Hai vợ chồng làm việc hai nơi Nhưng tới giờ tan làm Thì anh cũng tới đón cô cùng đi ăn Có khi còn ghé lại công ty của cô Để dùng bữa nữa Từ lúc quen nhau đã như thế Cho nên mấy nhân viên của cô Đều đã quen hết rồi Tổng giám đốc Hôm nay chúc mừng anh nha Hôm qua anh làm chú rể đẹp trai quá chừng luôn Mà phu nhân cũng xinh đẹp nữa Anh có vợ đẹp rồi Định chừng nào sẽ tính tới con sinh vậy tổng giám đốc Cậu nói hơi quá rồi đó Hôm qua hai chúng tôi chỉ mới đám cưới Mà chưa gì cậu đã hỏi tới chuyện có con luôn rồi Ba mẹ tôi còn chưa hỏi tới nữa đấy Cậu thư ký cười cười Rồi cầm tài liệu đi ra khỏi phòng Buổi sáng này anh cũng nhận được kha khá tin nhắn chúc mừng Đa phần là của những người không rảnh đi đám cưới Nên chỉ có thể chúc mừng qua điện thoại thôi Vì hôm nay là ngày đầu tiên hai người cưới nhau nên anh đã đi thẳng vào trong phòng làm việc đón cô tan làm thủy có chút ngại ngùng khi bị mấy nhân viên của mình nhìn chằm chằm như thế nhưng khi cô nhìn thấy tấm lưng săn chắc của người đàn ông đang đi trước mặt mình thì lại cảm thấy an toàn tới lạ thường cho tới khi cả hai người ngồi vào xe ô tô thì cô mới lên tiếng nói sao hôm nay anh không ngại vậy em còn tưởng là anh sẽ ngại nữa cơ chứ lúc nãy có rất nhiều người nhìn chúng ta luôn đấy dắt tay em lên lễ đường anh cũng đã dắt rồi chứ huống chi là dắt tay em ra khỏi công ty chứ em lo cái gì có anh đi cùng với em mà. thịnh mỉm cười giờ đặt một nụ hôn lên trán của cô thì cảm thấy mình đã cưới đúng người rồi đôi vợ chồng son cùng nhau trở về nhà ở đây cô làm dâu mà cứ như không làm cả ngày cô đi làm rồi về tới nhà thì có gì giúp việc nấu cơm cô chỉ cần nói chuyện đàng hoàng tử tế không gây sự với gia đình bên chồng là được rồi mà thủy cũng không sợ đâu vì cô biết gia đình chồng cũng thương mình nên họ cũng không làm khó làm dễ gì đâu đã thế mà lúc trước hai bên gia đình còn tích cực đẩy cô vào vị trí này nữa mà buổi tối đó khi nằm ngủ cùng nhau thì cô chủ động vươn tay lên ôm lấy Lê anh thịnh cũng muốn gỡ tay cô ra nhưng anh cảm thấy như vậy rất quá đáng cho nên anh cũng mặc cô tùy ý mà ôm mình anh à, anh tập thể dục dữ lắm hay sao? Mà bắp tay anh săn chắc quá vậy. Em có thể cảm nhận được cả cơ bắp của anh nữa nè. Anh thì cũng không có tập gì nhiều đâu. Cũng chỉ mấy bài tập đơn giản thôi ấy mà. Cô mỉm cười, rồi hôn một nụ hôn lên má anh. Sau đó lại tự ngại ngùng mà lấy chăn che kín người mình. Thịnh cảm thấy cô cứ như đứa con nít to xác vậy nên cũng chả thèm nói gì mà chỉ đi ngủ có lẽ cuộc sống hôn nhân của hai người cũng rất ổn định và thoải mái mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ nhưng sau ba tháng hai người kết hôn thì thịnh đã lên tiếng đề nghị với cô rằng em à hay là chúng ta dọn ra ngoài sống đi sao tự nhiên anh lại muốn dọn ra ngoài sống vậy chứ em thấy ở chung nhà với ba mẹ cũng tốt mà anh ba mẹ quan tâm hai đứa mình quá trời luôn với lại ở cùng bố mẹ thì ở nhà cũng có bố mẹ lo một phần rồi Hai vợ chồng mình đi làm cũng khỏe nữa Cô cảm thấy chồng mình đúng là kỳ lạ thật Cô đi làm sâu mà chưa đòi ra riêng Mà chồng cô lại đòi Đây là ba mẹ ruột của anh Chứ có phải là anh đi làm rể đâu chứ Đúng là chúng ta ở với ba mẹ cũng rất tốt Nhưng mà có ba mẹ thì Hai đứa mình đâu thể nào tự nhiên Mấy chuyện vợ chồng được chứ Nhất là sẽ phát ra âm thanh Mà anh lại sợ ba mẹ nghe thấy cho nên anh mới như vậy sau này vợ chồng mình có em bé thì chúng ta lại về nhà này ở cho thoải mái em thấy thế nào thủy suy nghĩ một chút thì cô cảm thấy anh nói cũng đúng chính cô còn cảm thấy ngại khi mình phát ra những âm thanh ái muội đó nữa mà ba mẹ chồng thì đều trung niên cả rồi để hai ông bà nghe được chắc là cô cũng mất mặt chết luôn thế là cô cũng đồng ý với thịnh dọn nhà ra riêng sống để hai vợ chồng có chút không gian riêng tư Ba mẹ của anh thì cũng không khắt khe gì chuyện này. Nếu như muốn dọn ra ngoài thì cứ dọn ra ngoài. Thế nào thoải mái thì làm. Chứ có gì đâu mà nói. Ngày hôm sau đó thì tất cả mọi đồ đạc hành lý gì đều được anh cho người mang sang nhà riêng của anh. Chỗ này anh đã cho người dọn dẹp từ trước nên cũng rất sạch sẽ rồi. Cô cứ nghĩ là làm theo lời anh nói thì hai vợ chồng sẽ có được một cuộc sống thoải mái và vui vẻ hạnh phúc hơn xưa nhưng nó lại diễn ra khác với những gì mà cô nghĩ Thịnh cho thuê người giúp việc để phụ cho cô nấu cơm nấu nước rồi làm việc nhà cho Thủy đỡ phải cực khổ nhưng thời gian đó thì anh lại bận bịu công việc nhiều lắm có những đêm mà anh ở lại công ty ngủ nữa kìa nhưng lại có chuyện kỳ lạ nhất chính là dù anh có ở lại công ty thì anh đều gọi điện thoại để được nghe giọng của cô thủy thấy chồng mình hôm nào làm khuya cũng gọi về thì cũng an tâm lắm vì cô biết nếu như mà anh ngoại tình thì làm gì có thời gian mà gọi tới để thông báo cho cô như thế chứ thủy vẫn luôn yêu thương và quan tâm chồng mình chứ không hề biết được cái bí mật đằng sau đó anh không muốn về nhà vì anh sợ cô sẽ chủ động làm mấy chuyện vợ chồng đó với mình thịnh sợ mình không thể né tránh cô cho nên anh chỉ có thể dùng cách đó mà thôi nhưng anh thích nghe giọng cô, Thịnh cũng không phải loại đàn ông khốn nạn tới mức đi ngoại tình ở bên ngoài đâu. Anh vẫn cứ như thế, có thể né tránh được bao nhiêu ngày thì anh sẽ cố gắng né tránh bấy nhiêu. Hôm nay anh đi dự tiệc sinh nhật của một đứa cấp dưới, cũng uống rượu không ít, cho nên trong đầu cũng lâng lâng theo. Thịnh biết là kiểu gì mình cũng bị mấy người cấp dưới của mình ép rượu, nên anh đã đi taxi tới đây. Anh về nhà thì đi đứng loạn choạng, Thủy chờ anh sẵn ở ngoài phòng khách, thấy chồng mình về tới thì cô cũng lên tiếng. Sao mà uống nhiều vậy, rượu bia không tốt cho sức khỏe đâu anh à. Thịnh đưa mắt nhìn Thủy, sau đó anh lại đặt tay lên gương mặt cô rồi ôm lấy cô. La mà, anh nhớ em lắm, anh thật sự rất nhớ em đó, La mà. Thủy bàng hoàng khi nghe chồng mình gọi tên người con gái khác khi ở bên cạnh mình sao lại như vậy cơ chứ từ trước tới giờ trong đầu anh vẫn còn hình bóng của người khác sao lam à anh vẫn cứ như thế mà gọi tên của lam liên tục thịnh đâu biết được là ngay lúc này thủy đang tổn thương tới mức nào đâu chứ anh trong cơn men say lại nhầm lẫn giữa thủy và lam thủy không muốn nói chuyện với anh trong khi anh đang say vì cô biết nói chuyện với một người không tỉnh táo là chuyện rất vô nghĩa. Nhưng khi cô đỡ anh nằm lên giường thì trong miệng anh cũng chỉ có cái tên Lam đó mà thôi. Thủy tuổi thân tới mức cô không muốn ngủ cùng anh nữa. Cô đi xuống phòng khách rồi ngồi co do ở đó mà khóc. Cô tin tưởng chồng mình rất nhiều nhưng thứ cô nhận lại bây giờ là nghe anh gọi tên người con gái khác ở ngay trước mặt mình hay sao? Sao anh lại đối xử nhẫn tâm với mình như vậy chứ? sáng hôm sau khi anh thức dậy thì chả thấy cô đâu hết đi ra khỏi phòng hỏi người giúp việc thì người làm bảo là cô đã đi làm từ sớm rồi thịnh cảm thấy hơi kỳ lạ một chút bình thường cô đi cùng anh hoặc là đi sau chứ chưa bao giờ đi sớm hơn cả nhưng mà thôi anh chỉ suy nghĩ đơn giản là cô đang bận nên mới như vậy thôi chứ không có gì hôm đó anh về nhà khá sớm công ty của anh đã hoàn thành dự án thành công rồi cho nên công việc của anh cũng giảm xuống không ít anh về nhà cũng đúng giờ tan làm như mọi ngày cơm canh thì người làm đã nấu xong xuôi cả rồi ủa vợ tôi đâu rồi gì sao bây giờ cô ấy chưa về nữa vậy chuyện này tôi cũng không rõ nữa cô ấy không có nói gì với tôi hết thịnh gãi đầu anh không biết là cô đi đâu rồi nữa vậy gì mang thức ăn xuống giúp tôi đi nhé tôi chưa ăn bây giờ đâu anh nói rồi lái chiếc ô tô của mình tới công ty của cô nhưng thư ký bảo cô đã ta làm rồi điều này lại càng làm thịnh cảm thấy khó chịu hơn trước giờ cô có đi đâu cũng sẽ nhắn tin với lại với anh một tiếng cho anh an tâm mà sao hôm nay lại như vậy cơ chứ thịnh lấy điện thoại rồi liên tục gọi cho cô nhưng đáp lại anh cũng là mấy tiếng thuê bao từ tổng đài mà thôi tới tối hôm đó anh cứ đi đi lại lại trong nhà mà chờ đợi cô về anh cũng không hiểu vì sao mình lại thấy lo nữa mãi tới khi bên ngoài có tiếng nhấn chuông cửa thì anh vội vàng chạy ra nhưng thịnh lại nhìn thấy cô say khướt đang ở trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt anh lập tức nhíu mày mà nhìn người đó anh là ai vậy sao lại bế vợ tôi chứ thì ra anh là chồng của cô ấy sao cô ấy dù tôi đi uống rượu say quá cho nên tôi mới phải mang cô ấy về thôi. Nhưng mà với tư cách là thanh mai trúc mã, thì tôi nói cho anh biết, nếu như anh không chăm sóc được, thì cứ để cho tôi. Thịnh không quan tâm mà đỡ lấy thủy từ trong vòng tay của anh ta. Anh bế cô vào trong nhà, nhìn cô say tới nỗi ngủ luôn, thì cũng vô cùng bất lực. Không biết là vì chuyện gì mà cô lại phải uống rượu tới mức này nữa. Thậm chí lần đó đám cưới, cô cũng không uống tới mức này. Thịnh lại nhớ tới những chuyện lúc nãy mà người đàn ông kia nói với mình. Không lẽ vì mình nên mới buồn hay sao? Nhưng anh lại không nhớ mình đã làm cái gì quá đáng hết. Anh lại càng tò mò hơn về người đàn ông kia. Anh thở dài một hơi mà cứ chẳng chọc mãi. Tới hơn nửa đêm thì anh chợp mắt được một chút. Nhưng mà Thịnh lại muốn mình thức sớm. Anh sợ nếu mình thức trễ như hôm qua thì cô lại đi làm bỏ mình lại nữa kết quả là sáng hôm sau khi thủy vừa mới mở mắt ra đã thấy anh ngồi trên giường đang nhìn chằm chằm mình cô hoảng hồn mà hét lên một tiếng làm anh cũng giật mình mà bật ngửa ra sau em làm gì mà hét lên vậy anh có làm gì em đâu chứ giờ anh có cần nhìn em chằm chằm như vậy không làm em hết hồn có chuyện gì nói sau đi em đi vệ sinh cá nhân cái đã thịnh thấy thái độ của cô đột ngột thay đổi như vậy thì anh thấy lạ lắm không quen chút nào hết Cô thay xong quần áo thì đi thẳng xuống nhà. Anh còn định lên tiếng bảo hôm nay anh sẽ đưa cô đi làm, nhưng điện thoại của anh lại đổ chuông, nhưng số máy lần này là Lam gọi. Thịnh bất ngờ khi nhìn thấy số của Lam. Giây phút đó thì Thủy đã bước ra khỏi cửa đi làm mất rồi. "Alo, alo anh nghe." "Anh Thịnh, cuối cùng thì em cũng có đủ can đảm để liên lạc với anh rồi. Thời gian qua anh có ổn không? Anh thế nào rồi?" thì không rõ cô gọi cho mình là vì chuyện gì cũng không biết là Lam đang muốn làm gì nữa hai người đã không liên lạc với nhau cũng lâu rồi đã vậy mà tin anh kết hôn cô cũng không biết hay sao anh đã kết hôn rồi em thế nào làm nghe thế thì rất bất ngờ không ngờ chỉ sau một thời gian đó mà anh lại có vợ rồi sao với lại thời gian qua làm cứ nghĩ là mình tìm được một người tốt rồi nhưng mà không ngờ anh ta cũng chỉ là một thằng lừa tình cho nên bây giờ là mới mộng mơ để được quay lại với thịnh chỉ là anh có vợ quá nhanh anh anh đã kết hôn rồi sao vậy anh có hạnh phúc không chúng ta có thể gặp nhau một chút không anh thịnh nghe câu hỏi như thế thì cũng đã hiểu được cái ý đồ của cô rồi nhưng cũng đã lâu rồi anh không có gặp cô anh cũng muốn gặp lại cô thử xem bây giờ cô như thế nào vậy cũng được chúng ta ra quán cà phê gặp mặt nhau đi em đưa địa chỉ cho anh Thấy Thịnh đồng ý gặp mình thì Lam cũng vui lắm. Cô hí hửng đưa cho anh địa chỉ quán cà phê ở gần phòng trọ của mình. Thay bộ quần áo tử tế rồi cũng đi tới đó. Thịnh bước vào trong thì nhìn thấy cô đã ngồi ở đó chờ mình sẵn rồi. Anh thấy cô bây giờ cũng chẳng thay đổi là mấy. Chắc chỉ là gầy đi một chút thôi. Lâu rồi không gặp, nhìn em vẫn vậy nhỉ? Lam mỉm cười rồi đáp. Anh cũng giống vậy thôi, chỉ là bây giờ anh đã có vợ rồi cô làm ra cái vẻ mặt nuối tiếc nhưng bây giờ thịnh lại không còn mấy rung động với gương mặt đó nữa rồi anh gọi ly cà phê rồi cũng vào thẳng vấn đề với cô em gặp anh có chuyện gì không em cũng biết là bây giờ anh đã có vợ rồi anh cứ nghĩ là em với chàng trai đó đã hạnh phúc với nhau rồi chứ cô lại rưng rưng nước mắt nhìn anh rồi đáp em cũng nghĩ là bản thân mình sẽ hạnh phúc sau khi đi cùng với anh ấy nhưng mà có lẽ là anh đã lầm rồi bây giờ hình như em không thể quay lại với anh được nữa rồi chúng ta đã mất đi khoảng thời gian đẹp nhất rồi anh nhỉ thị nhìn cô cũng không nói gì cảm thấy bây giờ cô cũng cảm giác đáng thương thì ra là vậy nhưng bây giờ không lẽ anh lại bỏ vợ anh cô ấy cũng rất tốt anh nghĩ là chúng ta có lẽ là tình giang dở rồi mình đừng nên làm phiền cuộc sống của nhau nữa nếu như sau này em có cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ giúp đỡ cho em. Nói rồi Thịnh nhét dưới ly cà phê 100 ngàn. Rồi cũng đứng lên rời đi. Làm có chút bực bội mà siết tay thành quyền. Tuy rằng lúc trước cô và Thịnh bên nhau bị gia đình ngăn cấm. Nhưng cô biết là anh thật sự rất yêu mình. Đã thế còn cho mình mua sắm này kia giúp đỡ đủ điều. Không ngờ cô chỉ mới để vụt tay một chút mà cá lớn đã bị người khác thai đi rồi. Thịnh không lái xe tới công ty của mình mà lại lái xe tới công ty của Thủy. Anh đi thẳng vào trong phòng làm việc của cô. Thấy Thủy đang ngồi bấm máy tính, vẻ mặt cô nghiêm nghị lắm. Anh để cửa đi vào mà không chịu gõ cửa, làm cô cảm thấy có phần hơi khó chịu, nhíu mày mà nhìn anh. Sao anh vào mà không chịu gõ cửa vậy chứ? Làm tổng giám đốc thì cũng nên có chút lịch sự cơ bản cơ chứ. Sao vậy vợ, bộ chồng em vào thì cũng phải gõ cửa hay sao anh nhớ vợ anh sẽ tính lắm mà sao hôm nay vợ lại khó tính vậy ta anh đi vòng ra đằng sau rồi xoa bóp vai cho cô thủy lạnh nhạt hất tay anh ra rồi đứng lên anh tới đây làm gì vậy em tưởng là công ty của anh rất bận rộn cơ chứ còn có thời gian tới đây nữa hay sao em sao đấy anh tới đây làm em không vui hay sao vậy mà này anh còn chưa hỏi em Người đàn ông hôm qua đưa em về là ai vậy? Có quan hệ gì thế? Người đó còn tới bế em về nhà nữa. Cô ngồi xuống bộ sofa trong phòng làm việc của mình. Ánh mắt quay sang hướng khác không thèm nhìn anh mà nói. Là bạn thuở nhỏ của em thôi. Hôm qua em đón cậu ấy từ sân bay về. Rảnh rỗi nên em rủ đi uống rượu chút thôi chứ không có gì. Anh đừng có quan tâm tới. Thịnh hơi nheo mắt. Có thể vợ anh không có gì với người đàn ông kia nhưng có thể là người đàn ông kia có vấn đề cũng nên nhưng mà sao em lại uống rượu chứ em đi với con trai đã vậy mà em còn đi một mình lỡ như người ta làm gì em rồi làm sao ra đường thì em phải cẩn thận chứ anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô anh hôm nay nói chuyện nhỏ nhẹ hẳn ra đã như thế mà anh còn thích ở gần cô nữa chứ nếu là cô của mọi ngày thì cô cũng đã vui vẻ nói chuyện với anh nhưng mà hôm nay cô lại không như vậy. Đó là bạn bè thân thiết với em, cậu ấy đi nước ngoài du học mới về cho nên mới như vậy thôi. Với lại em hiểu rõ tính tình cậu ấy, nên anh không cần phải lo đâu. Em tự lo cho bản thân mình được mà. Anh vừa mới cầm lấy bàn tay của cô thì cô đã vội rút lại, chân mày nhíu lại nhìn anh. Sao vậy? Anh có cảm giác là em đang giận anh chuyện gì đó có đúng không? có gì thì cứ nói với anh đi chứ đừng có im lặng rồi thái độ như vậy anh thấy khó chịu lắm đó có giận cái gì đâu mà anh lại nói như vậy em vẫn bình thường mà không hề nha anh cảm thấy là em đang giận anh chuyện gì đó nhưng mà em lại không muốn nói cho anh nghe như vậy anh lo lắm đó anh không thích vợ chồng mình như thế với nhau đâu em à anh muốn ôm cô để làm rõ mọi chuyện một lượt luôn nhưng mà cô vẫn cứ lảng tránh không muốn anh ở gần mình hôm đó anh thậm chí còn không thèm tới công ty của mình mà chỉ ở lại đây ngồi xem cô làm việc còn không thì lại đi phá phách chọc ghẹo cho cô vui lên mà thôi nhưng thủy vẫn không chút biến sắc mà tập trung cao độ để làm việc gần tới giờ tan ca anh định dẫn cô đi đâu đó để hai vợ chồng cùng nhau dùng bữa nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng hỏi cô thì người đàn ông kia lại xuất hiện làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng hôm nay chồng của cậu còn có thời gian tới công ty để thăm vợ làm việc nữa sao Thủy định trả lời nhưng thịnh lại nhanh hơn cô một chút mà dõng ràng đáp tôi tới đây thăm vợ tôi hay là làm gì thì đó cũng là chuyện của tôi anh chỉ là bạn của vợ tôi đừng có cố tình chia cắt tình cảm của vợ chồng tôi như thế anh ấy cười khẩy nhìn thịnh bằng ánh mắt đầy thách thức mà nói chừng nào anh làm chồng cho xứng đáng thì hắn nói chuyện với tôi nhé tôi cảm thấy bạn tôi hoàn toàn có thể gặp được một người tốt hơn anh gấp trăm lần đấy thủy không muốn ở công ty của mình lại có cãi nhau nên cô cũng nhanh chóng lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người thôi được rồi mà khang chúng ta đi thôi thiện nhìn cô cầm cái túi sách chuẩn bị đi cùng với khang thì anh lại không muốn mà nắm tay cô kéo lại anh cũng đang muốn rủ em đi ăn đây chi bằng ba người chúng ta cùng nhau đi ăn luôn đi Thủy đưa mắt nhìn Sang Khang như chờ đợi câu trả lời của anh. Khang cảm thấy có trò vui tới, cho nên anh cũng gật đầu, để cho Thịnh đi cùng hai người bọn họ tới quán ăn. Không có chuyện gì rắc rối bằng câu chuyện tình tay ba cả. Cô đi chung với hai người đàn ông cũng cảm thấy khó xử nữa đây. Hai người bọn họ cứ liếc mắt nhìn nhau rồi lại tranh nhau gắp thức ăn cho cô không ngừng. Thịnh với Khang mỗi người mỗi ý, làm cô đau đầu kinh khủng. Sau này Thủy phải rút kinh nghiệm Cô sẽ không đi cùng với hai người này nữa Tối hôm đó Thủy vừa mới từ trong phòng tắm bước ra Thì nhận được điện thoại của một số máy lạ Alo cho hỏi ai vậy? Làm khá bất ngờ vì chất giọng của cô gái này Sao lại giống mình tới thế? Cô là vợ anh Thịnh sao? Chúng ta ra ngoài gặp nhau nói chuyện chút đi Tôi tên Làm là người yêu cũ của anh ấy thủy nghe cái tên lam này thì hơi khựng lại một chút thì ra đây chính là người con gái mà chồng mình đã gọi vào hôm đó đây mà thế nên thủy cũng đồng ý ra gặp mặt lam thịnh thấy vợ mình chuẩn bị ra ngoài thì lên tiếng nói em định đi đâu vậy em em ra ngoài có việc một chút thôi anh yên tâm đi nói rồi cô lên xe mà tới địa điểm đã hẹn với lam thủy ngồi xuống nhìn người con gái đối diện mình mà lên tiếng thì ra cô chính là người yêu cũ của chồng tôi Vậy cô còn hẹn gặp mặt tôi ra đây làm gì nữa chứ Cô cũng biết tôi là vợ anh ấy mà Lam cười cười đáp lại Bộ cô không nhận ra điều gì Khi cô ở bên anh ấy trong thời gian qua hay sao Thủy nhìn Lam bằng ánh mắt có chút khó hiểu Nhưng dường như cô nàng cũng nhận ra là Giọng nói của hai người nghe y hệt nhau Không lẽ là vì Đúng đó cô gái à Không chừng lý do để anh ấy ở bên cạnh cô là vì cô có cái giọng nói giống tôi đấy nghe như người thay thế vậy còn chưa chắc là anh ấy yêu cô nữa mà bộ cô muốn ở bên cạnh một người không yêu mình hay sao thủy bị lam khiến cho lung lay lòng tin của mình đối với anh cô công nhận một điều rằng chất giọng của hai người có phần giống nhau là thật không lẽ anh đồng ý kết hôn với cô chỉ vì giọng nói của cô giống với người con gái anh thương hay sao thủy thật sự không muốn tin nhưng cô nhớ lại cái thời gian đầu Khi làm quen với nhau thì anh khác lắm Anh lạnh nhạt và thậm chí không muốn tiếp xúc với cô nữa kìa Nhưng sau khi hai người thân hơn một chút Thì anh lại thường xuyên nói chuyện với cô Chưa kể những lúc anh làm việc ở công ty Vừa làm việc trên máy tính Mà vẫn gọi về nói chuyện với cô Nghĩ lại thì Thủy cũng đã hiểu được rồi Thì ra tất cả tình cảm mà anh dành cho cô từ trước đến giờ đều chỉ là thay thế thôi sao làm thấy thủy như thế thì lại tiếp tục châm dầu vào lửa mà nói tôi nói vậy chắc là cô đủ hiểu rồi đúng không tôi và anh ấy vốn chỉ là một cuộc tình được sắp đặt mà thôi còn tôi mới là định mệnh của anh ấy đây tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn rút lui khỏi anh ấy đi chuyện của tôi thì tôi tự mình có cách giải quyết nên nhớ hiện tại cô chỉ là người cũ còn tôi mới là chính thất đừng có quên mất thân phận của mình mà đi ra lệnh cho người khác như thế nói rồi thủy cầm theo cái túi mà đi ra khỏi quán cà phê đó lam thầm cười khẩy cô ta thấy thái độ ban nãy của thủy thì rất đắc trí. với lại thấy thủy có giọng nói giống mình thì lam lại càng tin rằng mình có cơ hội quay lại với thịnh thêm một lần nữa xe dừng lại bên đường cô nức nở mà khóc nấc lên lúc nãy cô có thể mạnh mẽ không khóc nhưng bây giờ cô nhịn không được nữa Phải giải tỏa cảm xúc của bản thân mình Cô cảm thấy mình quá ngây thơ Khi hoàn toàn tin vào anh Mà không chút quan tâm tới Những người yêu cũ của anh Thủy nghĩ chắc là Thịnh còn yêu Lam lắm Hôm đó anh uống say Còn gọi tên của Lam nữa cơ mà Thịnh ở nhà đang chờ đợi vợ mình Anh sợ cô lại đi sang nhà cậu bạn thổi nhỏ của cô Anh đang sôi máu lên khi mà từ đâu có người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh vợ mình, khi anh nghe được tiếng xe của cô vào trong nhà thì vui vẻ mà chạy ra ngoài sân vườn đón cô. Anh đi vào nhà đi, chúng ta nói chuyện một chút. Em có chuyện muốn nói với anh. Thịnh nhận ra sự bực bội trong ánh mắt của cô nên cũng theo cô vào trong. Có chuyện gì vậy em? Anh còn thương người cũ đúng không? Thịnh lập tức lắc đầu, có lẽ lúc trước anh còn lưu luyến Lam nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi anh đã có vợ và anh cũng biết anh yêu vợ mình không có đâu em bây giờ anh chỉ yêu em thôi làm gì có chuyện yêu người cũ cơ chứ nhưng tại sao em lại hỏi chuyện này vậy hôm nay em gặp phải chuyện gì hay sao em là người thay thế của anh sao anh thịnh về em và cô ấy có chất giọng giống nhau cho nên anh mới đồng ý kết hôn với em mà chưa kể hôm đó anh đi uống rượu về còn gọi tên của cô ta nữa kìa anh giải thích làm sao đây hả anh thịnh nếu như anh không yêu em thì có thể nói ngay từ đầu mà sao lại vì những lý do đó mà kết hôn với em cơ chứ vẻ mặt cô tràn đầy ấm ức mà đi vào trong phòng khóa chặt cửa lại nếu như lúc này thịnh muốn ly hôn với cô thì cô cũng sẽ đồng ý như vậy thì anh sẽ được sống cùng với người con gái anh yêu chứ không phải là vì gia đình hay những lợi ích khác mà cố gượng ép bản thân để ở bên mình Thủy à, mọi thứ không giống như những gì em nghĩ đâu mà. Anh thừa nhận anh ấn tượng với em vì giọng nói đó, nhưng anh yêu em là vì con người của em, chứ không hề xem em là người thay thế. Hiện tại, ngay lúc này đây, anh đang yêu em, anh rất yêu em. Cô cứ như giả điếc, mặc kệ anh đang đập cửa đùng đùng ngoài kia. Thịnh biết vì sao cô lại giận tới như vậy. Sẽ không ai chấp nhận được chuyện người mình yêu xem mình là kẻ thay thế. Anh cũng đã hiểu được lý do vì sao Mà mấy hôm nay cô cứ lạnh nhạt Sự cố tình lảng tránh mình Thì ra là vì hôm đó anh say rượu Mà gọi nhầm tên của Lam Anh cũng biết chắc là Lam Đã cố tình nói gì đó với Thủy Nên cô mới như thế Thịnh đứng bên ngoài vò đầu bứt tóc Anh còn định sẽ cùng cô cố gắng Để có một gia đình hạnh phúc Vậy mà chưa gì đã có chuyện lớn rồi Sáng hôm sau Khi thấy cô bước ra anh đã vội vàng nắm lấy tay cô để nói chuyện nhưng anh còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị cô hất tay ra rồi đi mất thịnh lúc này mới lấy điện thoại gọi tới cho lam lam nhận được điện thoại của anh thì còn vui vẻ tưởng rằng anh đã đồng ý quay lại với mình cô ta cầm điện thoại lên vui vẻ bắt máy alo em nghe đây anh anh đã quyết định quay lại với em rồi đúng không anh quay lại cái con khỉ ấy cô đã nói gì với vợ tôi mà lại như thế hả Tôi nói cho cô biết Bây giờ tôi và cô chả là gì của nhau hết Đừng có nghĩ tới những chuyện trước đây nữa Tôi không phải là loại đàn ông lăng nhăng như thế Trong điện thoại cô ta Chỉ còn lại tiếng tút tút Thì Lam bực bội Mà quăng cái điện thoại lên giường Cô ta còn tưởng là anh gọi tới Để nói quay lại Hay là cái gì đấy Ai ngờ là thiện gọi tới Chỉ để cố ý cảnh báo cô mà thôi Lam cũng không nghĩ là tình cảm của bọn họ lại phát triển nhanh đến như vậy, chỉ mới đi được một thời gian mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, khiến làm cũng chưa kịp thích nghi chuyện này. Thịnh lái xe tới công ty của vợ mình, nhưng lần này không chỉ có một mình cô mà còn có Khang ở đây nữa kìa. Thịnh không biết là bọn họ đang nói gì với nhau, nhưng khi anh bước vào thì mọi thứ đều trở nên im lặng. Thịnh dùng ánh mắt ghét bỏ của mình mà nhìn Khang sao cậu lại ở trong phòng làm việc của vợ tôi vậy anh làm gì ở đây tôi là bạn cô ấy mà tôi mới nên hỏi anh là anh đã làm gì khiến cho bạn tôi buồn kia kìa nếu như anh không làm chồng cô ấy được thì cứ để cho người khác thay thế đi chứ có gì đâu chứ anh đừng có cố chấp làm khổ bạn tôi chuyện gia đình tôi thì cậu biết cái gì mà chen vào đừng có nói lung tung trước mặt tôi thủy trong mày một cái hai người này chỉ mới gặp nhau mấy lần nhưng lần nào cũng sẽ có lời qua tiếng lại. Hai người dừng lại không được hay sao? Mà cứ cãi nhau suốt vậy chứ? Không thấy mệt hay sao vậy? Tôi bị hai người làm cho muốn phát điên lên rồi đây này. Ngay cô nói vậy thì cả hai chỉ hừ lại một tiếng. Rồi cũng dừng lại không cãi nữa. Cô quay sang nhìn Thịnh rồi nói. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Cậu giúp mình canh chừng phòng làm việc nhé. Khang cũng chỉ gật đầu còn đối với Thịnh thì đây chính là cơ hội để anh giải thích mọi chuyện với cô. Bây giờ còn không nói chuyện rõ ràng thì không chừng anh sẽ đánh mất luôn cả người con gái này. Được rồi, anh có gì thì cứ nói ra luôn đi, giải quyết luôn một lần. Nếu anh muốn ly hôn, em tuyệt đối sẽ không ngăn cản anh đâu. Thịnh không nói câu nào mà ôm cô vào lòng, cho dù cô muốn thoát ra cũng không thể nào thoát ra được. Anh không thích nói nhiều chút nào hết anh bây giờ chỉ yêu em sau này cũng chỉ có em còn những người khác đều ở quá khứ rồi đúng là ban đầu anh chấp nhận cưới em vì em có phần giống cô ấy nhưng khi anh chính thức làm chồng em thì tất cả những điều đó anh đều không quan tâm nữa rồi nếu như anh không yêu em thì cũng không đi năn nỉ em như thế này đâu cho nên em tin anh có được không em cô chợt im lặng thì cảm thấy anh nói cũng có phần đúng nếu như anh không yêu cô thì cũng đâu cần cất công đi năn nỉ cô đâu chứ với địa vị của anh bây giờ thì cho dù muốn cưới một cô người mẫu cũng là chuyện bình thường thôi thời gian qua anh đối xử với cô cũng không tệ chỉ là giữa hai người không quá mặn nồng mà thôi cuối cùng thủy vẫn chọn tiếp tục cùng thịnh giữ vững mối quan hệ hôn nhân của cả hai anh chăm sóc cô cứ như là chăm em bé vậy đó lo cho cô từng thứ một còn chuyện của Thủy và Khang từ đầu tới cuối không hề có gì với nhau cả. Khang chỉ là muốn đứng về phía bạn mình khi thấy Thủy khóc lóc tâm sự với mình mà thôi. Khang với Thịnh cũng bỏ qua chuyện đó mà trở thành bạn bè làm ăn với nhau. Thủy cũng mừng vì hai người này không còn cãi nhau hay là mặt nhăn mày nhíu khi gặp nhau nữa. Hiện tại Thủy vừa mới đón tin vui cho hai bên gia đình. Hai người đã có con với nhau được hơn một tháng rồi từ ngày cô có thai thì anh lại càng thêm kỹ lưỡng hơn. Không cho cô tự lái xe đi làm. Muốn đi đâu thì anh đưa đón tận nơi mới chịu. Con chỉ mới hơn một tháng nhưng anh đã kéo cô đi mua đồ đạc quần áo đồ chơi cho con sẵn sàng hết cả. Bây giờ nhìn nhà cô cứ như là có con nít luôn vậy. Thủy cũng không ngờ là chồng mình lại nôn nóng đứa con này như vậy. Anh đi làm sắp xếp thời gian về sớm hết mức có thể để dùng cơm đúng giờ với cô vợ à em ăn cái này đi thịt này hôm nay làm ngon lắm còn có thịt cua nữa này loại đắt tiền đó em mau ăn thử xem có hợp khẩu vị của em không anh gấp từ từ thôi chứ ăn kiểu này chắc sinh xong em thành béo phì luôn có gì đâu chứ em sợ mập thì từ từ chúng ta giảm cân cũng không sao hết quan trọng nhất bây giờ là hai mẹ con em ăn uống đầy đủ dưỡng chất bác sĩ dặn thế nào thì mình phải nghe theo như vậy chứ Cô vì cười vì cái thái độ đó của anh. Bây giờ cô không biết làm như thế nào, nhưng Thủy cảm thấy lần đó mình quyết định bỏ qua, có lẽ là một quyết định đúng đắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và hấp dẫn có tên "Tổng tài cuồng yêu" của tác giả Thủy Dương. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.